vân vân. Và hy vọng là những dịp để mà anh em mình hội ngộ nhau sẽ mỗi ngày có những câu chuyện kể về mình đầy ắp hơn nữa, chững chạc hơn nữa, đúng không ạ? Và nhiều những cái sự trải nghiệm mà mình đi bằng chính đôi chân của mình mỗi ngày mỗi ngày. Và chúc cho Bảo Thi trong năm con rồng 5 tuổi nữa sẽ may mắn nhiều hơn nữa với những cái thành tích mà hơn cả năm qua bạn đã đạt được, và sẽ bay cao hơn trong con đường sự nghiệp của mình, được không ạ? Xin cảm ơn anh Khoa rất nhiều. Bảo Thi cũng là một trong những gương mặt được chương trình Chat Với Sao cũng như anh Khoa rất là ưu ái, bởi vì hầu như năm nào Bảo Thi cũng có được một dịp để ngồi xuống trò chuyện và tâm sự với tất cả quý vị khán giả. Và giờ đây thì chúng ta đã đi đến những giây phút cuối cùng của chương trình ngày hôm nay rồi. Thì Thi hy vọng rằng cái sự góp mặt của Thi trong chương trình lần này sẽ mang đến cho tất cả quý vị một chút gì đó không gian để quý vị có thể thư giãn hơn và cũng tìm được một chút gì đó Bảo Thi ở một cái đời sống thường ngày nhất, không còn là một Bảo Thi đứng trên sân khấu và chỉ có thể hát và giao lưu vài câu với khán giả thôi, mà là một Bảo Thi có thể chia sẻ và tâm sự những cái điều mà trước giờ ít ai biết với khán giả. Và hy vọng rằng Thi cũng vẫn sẽ luôn luôn là một trong những gương mặt quen thuộc của chương trình Chat Với Sao. Một lần nữa, anh em chúng tôi cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều, và vẫn là những lời chúc an lành, may mắn, an khang, thịnh vượng và đầy sức khỏe đến với tất cả quý vị cùng với người thân, gia đình của mình trong những ngày Tết xuân vầy của năm Nhâm Thìn 2012. Xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Thân ái chào tạm biệt.
khóc trong đêm ngần ngại vì tình yêu nay đã phai. Always dream in my mind, một lần xin hãy quay lại để trái tim em thôi không, để trái tim anh được xin.